Xin chào tất cả anh chị em đang theo dõi kênh YouTube PA Marketing. Tên tôi là Nguyễn Phan Anh và là giảng viên đại học, năm nay giảng dạy ở đại học năm thứ 16 chuyên ngành về thương mại điện tử của một trường đại học tại Hà Nội. Vâng, và chắc hẳn các bạn đã theo dõi các cái video trên kênh YouTube của tôi, rất nhiều các video chuyên về digital marketing, về quảng cáo trực tuyến. Và hôm nay là một ngày nghỉ lễ và bây giờ đang là 22:12 của ngày 30 tháng 4, 30 April đúng không ạ? Chúng ta nhìn thấy tôi tranh thủ làm cái video hướng dẫn các anh chị chạy quảng cáo trên Twitter. Các anh chị nghe rất là nhiều video của tôi về YouTube, về Google, về Facebook, thậm chí là về TikTok. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi quay video cho các anh chị về Twitter Ads. Và bây giờ thì ngài Elon đã đổi Twitter thành X. Tuy nhiên trong video này thì chúng ta vẫn sẽ sử dụng thuật ngữ chính là Twitter có biểu tượng hình con chim, còn chữ X màu đen. Twitter chính là X và X cũng chính là Twitter. Ok. Rồi, video này thì tôi sẽ nói về các cái định dạng quảng cáo của Twitter. Twitter quảng cáo được những cái sản phẩm và dịch vụ gì, và các nhà quảng cáo nào thì cần đến Twitter Ads bây giờ. Sau đó thì tôi sẽ hướng dẫn các anh chị tạo tài khoản quảng cáo Twitter, và quy trình chạy quảng cáo Twitter Ads nó cũng không quá phức tạp đâu, chạy trực tiếp trên trình duyệt của Twitter luôn. Ok. Rồi, đầu tiên thì ta sẽ nói về một số những cái định dạng quảng cáo của Twitter. Ở đây thì chúng ta biết là Twitter nó là một cái mạng xã hội, tiếng Anh người ta gọi là microblogging. Microblogging tức là blogging là cái trang blog, và micro là nhỏ, ở đây là những cái trang blog là ngắn, viết những nội dung ngắn. Bằng chứng là nó cho phép chúng ta viết 256 ký tự bao gồm cả khoảng trắng. Một bài đăng của Twitter được gọi là một tweet, và nó chỉ gồm một đoạn text rất ngắn kèm một cái video hoặc là kèm một cái hình ảnh giống như chúng ta nhìn thấy trên slide ở đây. Và đây là những cái định dạng phổ biến của quảng cáo của Twitter. Thế thì Twitter cho phép chúng ta chạy quảng cáo 100% văn bản, một hình ảnh hoặc là nhiều hình ảnh, gọi là carousel. Cụ thể là từ 2 đến 4 hình ảnh thôi, một video và các cái bài đăng chúng ta đăng lên trên tài khoản Twitter, chúng ta gọi đó là một tweet. Vâng, thế thì chúng ta cũng có thể chạy quảng cáo tăng theo dõi cho kênh, chạy quảng cáo cho cái phiên livestream của chúng ta gọi là Twitter Live, và chạy quảng cáo với mục tiêu là tăng truy cập cho website hoặc là tăng truy cập và cài đặt cho app ở trên điện thoại di động. Đấy là những cái định dạng chính của Twitter. Vậy thì Twitter dùng để quảng cáo những cái sản phẩm dịch vụ gì thì phù hợp? Thì đầu tiên thì các cái sản phẩm và dịch vụ thì rất là đa dạng, cũng theo chính sách quảng cáo của Twitter giống như là các trang mạng xã hội khác thôi. Có điều thì Twitter nó không phổ biến tại Việt Nam, cho nên là chúng ta cũng không biết là những cái chính sách của nó gồm những cái gì. Cùng thời với Twitter chính là Facebook. Năm 2008 thì Facebook đã xâm nhập vào Việt Nam. Thế nhưng đến bây giờ thì Facebook có khoảng 90 triệu người sử dụng. Trong khi đó thì Twitter chắc là đâu đó chỉ có vài triệu người sử dụng thôi. Do Facebook rất là đa dạng về nội dung bài post, còn Twitter thì vẫn giữ nguyên cái bản chất đó là microblogging, là một cái mạng xã hội mà với một cái số lượng tin nhắn rất là ngắn. Vâng, chúng ta có thể tiếp cận thị trường Mỹ vô cùng tuyệt vời, bởi vì tại thị trường Mỹ thì ở nơi khai sinh ra Twitter thì cái số lượng người sử dụng Twitter rất là cao, và đặc biệt là các cái chính trị gia, tổng thống rồi thì ngôi sao rồi thì vân vân, những người nổi tiếng hầu như họ đều sử dụng Twitter rất nhiều. Người Mỹ sử dụng Twitter rất nhiều, cho nên nếu mà các bạn bán hàng vào Mỹ, bán lẻ hay bán buôn hay tìm kiếm nhà phân phối, vâng, hay là muốn quảng cáo thương hiệu, muốn tìm nhà đầu tư, muốn phát triển thị trường vân vân, thì các bạn có thể sử dụng nền tảng Twitter này. Và nền tảng Twitter này hay còn gọi là X thì phù hợp với rất nhiều ngành nghề độc lạ và không phổ biến ở trên Facebook hoặc TikTok. Thí dụ như là tiền điện tử, thí dụ như là Forex, ngoại hối, thí dụ như là hàng hóa, ví dụ như là chứng khoán quốc tế, thí dụ như là các cái dịch vụ khác mà chúng ta muốn khai thác. Vâng, với các nhà quảng cáo thì chúng ta có thể thử nghiệm trên nền tảng Twitter hay nền tảng X để thử nghiệm các cái sản phẩm và dịch vụ của mình. Nếu như mà các nhà quảng cáo hoặc là những người bán hàng mà đang xem video này của tôi và cần sự trợ giúp về bất kỳ nền tảng quảng cáo nào, hoặc là muốn bán hàng, muốn tăng doanh số trên online nói chung, ở trên các nền tảng như là Facebook hay là YouTube hay là TikTok hay là Google, Zalo hay là bây giờ là Twitter, LinkedIn vân vân, thì xin vui lòng cứ thoải mái liên hệ với tôi là giảng viên Nguyễn Phan Anh qua số điện thoại ở trên màn hình đấy, 0989 623 888, hoặc là email là phananhonline@gmail.com. Ok, thì bây giờ thì tôi nói với các bạn một chút về giá thầu của Twitter để tham khảo. Đây là cái giá thầu tham khảo nhé. Thì nó có 5 cái dạng thầu chính. CPC tức là cost per click, đây là giá cho một click, nó khoảng 0,38 đô đến 0,4 đô. Đây là giá tham chiếu, nó có thể không chính xác đối với sản phẩm của bạn, được chưa ạ? Đô của Việt Nam chúng ta cứ tạm tính khoảng 25.500 đồng một đô. Chúng ta nhân vào, thí dụ như 0,4 nhân với 25 nó khoảng hơn 10.000, đúng không? Đấy. CPM là khoảng 6,46 đến 7 đô cho 1.000 lượt hiển thị. CPM là cost per mile cho 1.000 lượt hiển thị. Đấy, thì chúng ta cũng cứ lấy máy tính ra thôi. Đấy, tôi lấy máy tính ra calendar đây nhá. Ví dụ ta lấy 7 đô mà ta nhân với 25,5 đi, nó khoảng 178.000, 178.000 cho một lượt CPM, cũng không hề rẻ đâu. CPE tức là cost per engagement, là một lượt tương tác là khoảng 1,35 mà chúng ta nhân với giá khoảng 25.500, cũng khoảng 34.000 cho một tương tác. CPF tức là cost per follower, tức là giá cho một lượt follow, một người follow quảng cáo follow xịn đấy, khoảng 2,5 đến 4 đô, đúng không? Ta cứ tính 4 đô thì cũng đã mất hơn 10.000 rồi, đúng không? Đấy, còn xin lỗi, hơn 100.000, quá đắt. Vâng, hơn 100.000, 2,5 mà nhân với 25,5 nó ra là 63,75 nghìn, sắp xỉ 64.000 cho một follower, khá là đắt đấy ạ. Vâng, CPD là cost per download, tức là khoảng 2 đến 3 đô rưỡi. Đây nó là 1 đô 9 đến 2 đô 3 đô 25. Thì tôi cứ tính cho 2 đô là khoảng 50.000, 3 đô là khoảng gần 80.000. Đấy. Cho một lượt download thì cũng được. CPC thì ok, CPM hơi đắt một chút, CPE thì khá là đắt, và CPF thì siêu đắt. Và tất nhiên đây là tham chiếu nhé, đây là tham chiếu. Tại vì Twitter thì lượng người dùng nó ít và những người đấy đều rất là chất lượng. Rồi, thế bây giờ thì đến cái phần mà hướng dẫn chạy quảng cáo, thì tôi sẽ vào thẳng trình duyệt web để tôi giới thiệu với các bạn. Và đây là kênh YouTube của tôi, các bạn biết rồi. Đây là website PA Marketing của tôi. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ vào trang Twitter, địa chỉ là twitter.com. Và các bạn có thể nhìn thấy đây là cái tài khoản Twitter Phan Anh Online của tôi. Và để chứng minh cho các bạn thấy rằng là tôi cũng có một cái lịch sử sử dụng Twitter cũng khá là lâu đời. Đấy, các bạn nhìn thấy là Joy October 2008. Tôi đã gia nhập Twitter từ năm 2008. Và tính ra số năm đến bây giờ là bao nhiêu năm rồi? Và số năm tính ra đến bây giờ là 16 năm rồi. Tuy nhiên thì không có hoạt động gì cả. Đã đăng hơn 400 bài post nhưng không có hoạt động gì nhiều. Đấy. Tức là nói cho các bạn là để tôi khẳng định rằng tôi không phải là một tay mơ, không phải là thầy cứ hướng dẫn video linh tinh, đúng không? Cái gì thầy cũng hướng dẫn. Đấy, Twitter tôi chơi từ tận 2008 cơ. Thì đây có Twitter Premium, hay còn gọi là X Premium, tức là cái tài khoản mà chúng ta có thể nâng cao và trả phí để chúng ta có thể là, một là không phải chạy quảng cáo, không bị xem quảng cáo này. Đấy, thôi thì có những cái một số những cái quyền lợi tốt hơn, này. Đây là một số những quyền lợi căn bản. Có thể viết được những cái nội dung dài, có thể nhận được tiền cho các bài đăng của mình. Đấy, và cũng có thể là nâng cao cái gói X Pro lên, rồi có cả Media Studio. Đấy, hoặc là chúng ta cũng có thể sử dụng cái gói tích xanh tích vàng của Mux đưa ra. Ok, thế còn về quảng cáo thì chúng ta sẽ truy cập vào địa chỉ có tên ở địa chỉ là ads.twitter.com, ads.twitter.com. Ok. Vâng. Cái trình quản lý quảng cáo của Twitter thì nó cũng khá là đơn giản. Và nó khá là đơn giản, nó không giống như là Facebook, nó phức tạp hơn rất nhiều. Đấy, thế thì ở đây các bạn có thể xem, tôi sẽ hướng dẫn nhanh cho các bạn. Đấy. Đây là trình quản lý quảng cáo của Twitter hay còn gọi là X Ads. Đầu tiên này, chúng ta đặt ad name, chúng ta cũng đặt tiêu đề. Đấy, ví dụ như là đặt là hướng dẫn chạy quảng cáo X Ads hoặc là Twitter Ads, đúng không? Rồi, product category tức là cái phần mà danh mục sản phẩm mà chúng ta muốn hướng tới. Chúng ta muốn hướng tới cái danh mục mà cái chiến dịch quảng cáo nó đẩy đến đâu. Thí dụ như là chúng ta bán đồ nội thất thì chúng ta chọn furniture, đúng không? Ở đây thì nó có rất nhiều cái danh mục. Ví dụ như animals and pets suppliers tức là động vật và thú cưng đấy. Apparel and accessory tức là quần áo và phụ kiện. Arts and entertainment tức là nghệ thuật và giải trí. Baby and toddler tức là đồ cho trẻ em và những cái đối tượng lớn hơn trẻ em sơ sinh một chút. Toddler tức là trẻ thành niên ấy. Trẻ đã lớn hơn cái trẻ sơ sinh. Business and industrial tức là kinh doanh và các ngành công nghiệp. Cameras and optics tức là máy ảnh và thấu kính, đúng không? Ví dụ như kính mắt này này, optics. Electronics tức là các thiết bị điện tử. Food, beverage and tobacco tức là đồ ăn, đồ uống và một số những cái loại thuốc, đúng không? Thuốc lá, thuốc cái gì đấy, xì gà. Furniture, đồ nội thất, đồ gỗ. Hardware, đồ thiết bị phần cứng. Health and beauty, sức khỏe và sắc đẹp. Home and garden, gọi là nhà cửa và vườn tược, đúng không? Luggage and bags tức là cái đồ túi tắm rồi hành lý vali. Media rồi office supplies tức là những cái đơn vị cung cấp mà dịch vụ về văn phòng. Rồi. Religious tức là các cái vấn đề về tôn giáo, đúng không? Vùng miền các thứ ở đây thì chúng ta nhìn thấy nó có những cái rất là rõ này. Bói bài tarot hay gì đó, tôn giáo tín ngưỡng. Rồi software thì chúng ta biết rồi, các phần mềm. Sporting goods tức là những cái đồ dùng cho thể thao. Toys and game tức là đồ chơi và máy chơi điện tử. Vehicle and parts tức là các cái xe cộ và các cái phụ kiện cho nó. Đấy thì nó chia thành các cái nhóm. Nếu mà chúng ta bán gọi là nội thất thì chúng ta chọn furniture và home and gọi là cái gì đây? Gardens, ok. Hoặc là chúng ta bán ván sàn nhựa sang Mỹ thì chúng ta có thể chọn home and gardens, rất là ok. Furniture cũng được. Thế nhưng mà chúng ta lại làm media để chúng ta muốn tìm khách hàng bên Mỹ là họ sử dụng media tại Việt Nam cho nó rẻ thì bạn sẽ chọn media. Tôi nói thí dụ như vậy. Bạn muốn tiếp cận về một cái phần mềm ở sang bên Mỹ thì bạn có thể chọn software. Cái này rất là dễ, để cho tôi nói hết các cái ngôn từ tiếng Việt cho các bạn rồi. Và xin thưa là cái việc mà các bạn chọn một hoặc là chọn nhiều cái danh mục đấy để nó hiển thị tới do quyền quyết định của bạn. Vâng, destination tức là cái trang đích, rồi cái điểm đến mà cái chiến dịch quảng cáo này bạn muốn đó là cái gì. Ví dụ như là họ sẽ truy cập vào website hay truy cập vào app hay là không phải là những thứ trên. Thì Twitter cho chúng ta chạy là truy cập vào web hoặc là vào app. Nếu mà chúng ta muốn người ta tải cái app để cài ở trên điện thoại di động như thế này thì chúng ta có thể là chạy cái app. Còn chúng ta muốn đưa về web thì thì rõ ràng là chúng ta phải có web hoặc là landing page hoặc là một đường link. Và tất nhiên thì chúng ta có thể sử dụng ngôn ngữ bản địa, ví dụ như tiếng Anh hoặc là một số những ngôn ngữ mà chúng ta thấy phù hợp. Khi mà chúng ta viết trang đích, destination web hoặc là landing page cho web, ok. Rồi tiếp tục creative type. Vâng, creative type tức là cái gọi là kiểu sáng tạo, cái định dạng sáng tạo là gì. Đấy, thì chúng ta ở đây chúng ta thấy là có media hoặc là collection. Đấy, thì tùy. Ví dụ như chúng ta chọn media thì chúng ta có ảnh, có carousel, có video, có đường link, URL. Đấy, tức là chọn cái định dạng sáng tạo nội dung. Thì ở đây có hai dạng là media hoặc collection. Tạm dịch là media là truyền thông đa phương tiện, collection là các bộ sưu tập thôi. Đấy, thì ở đây collection chúng ta có thể thấy là showcase a hero image and up to 5 thumbnails with embed URLs to take people to the website. Collections are only compatible with photo. Tạm dịch là chúng ta có thể up ở đây lên đến tối đa là 5 cái gọi là ảnh xem trước, xem nhỏ, ảnh thu nhỏ với các cái đường link chúng ta gắn vào để chúng ta đưa khách hàng về với website của chúng ta. Đấy, gọi là collection, tức là bộ sưu tập. Rồi thì tùy các bạn chọn thôi. Thế sau đó thì đến đây là cái phần bài post hay là chúng ta viết tweet đó. Đấy, chúng ta viết thì ở đây tôi viết là Phan Anh PA Marketing đang hướng dẫn cho bà con cô bác cách chạy Twitter Ads hay còn là X Ads nè, đúng không? Rồi, ví dụ thế, hãy gọi cho Phan Anh nhé, ok. Rồi, thế thì các bạn lưu ý ở đây nó còn là thứ nhất là có cái số ký tự mà chúng ta được quyền viết hoặc là những nội dung chúng ta viết như thế nào. Đấy, và chúng ta chọn ở đây everyone can reply, tức là mọi người đều có thể trả lời. Đấy, và phía dưới này thì chúng ta chọn có hai định dạng. Khi mà chúng ta đã chọn media rồi thì có single media, tức là hoặc là một bức ảnh hoặc là một video nha. Một bức ảnh hoặc một video, ok. Còn nếu mà chúng ta chọn carousel tức là 2 đến 6 bức ảnh hoặc là nhiều video. Vâng, 2 đến 6 bức ảnh. Ok. Thế còn nếu mà chúng ta chọn collection, chúng ta chọn collection thì phía dưới này chỉ có là multiple thôi, và cụ thể là 2 đến 6 bức ảnh. Thế thì tôi nghĩ là ngon nhất thì chúng ta nên chọn media thì cái sự đa dạng hơn. Và nếu chúng ta có một cái video gì đấy quảng cáo hay hấp dẫn, chúng ta quăng lên đây. Thí dụ như là tôi đang làm cái video như thế này cho khách hàng đây. Đấy. Thí dụ đây là các bạn nhìn thấy, có thể đây là tháng riêng là tháng ăn chơi, tháng 2 cờ bạc, tháng 3 rượu chè. Đấy là ngày xưa các cụ nói thế thôi, chứ bây giờ mà chúng ta đó. Thế thì tôi làm cái video như này cho khách hàng. Thế thì các bạn có thể bán cái sản phẩm này, có thể nói bằng tiếng Anh, có thể nói bằng tiếng Anh hoặc là bằng một cái tiếng gì đó, tiếng bản địa để chúng ta chạy. Nói bằng tiếng Anh không khó, hoặc là nếu không nói được thì chúng ta dùng AI, dùng trí tuệ thông minh tạo để dịch và lồng tiếng. Tóm lại là chúng ta sẽ phải có một cái video như thế này. Sau đó thì chúng ta sẽ đưa vào đây, chọn cái single media này chúng ta up lên. Còn nếu mà chúng ta muốn nhiều ảnh thì chọn carousel là multiple, ok. Và bây giờ thì chúng ta sẽ up cái media này lên. Đấy, thế thì tôi đã chọn sẵn ở đây rồi, đúng không ạ? Vâng, ví dụ đây tôi chọn sẵn thôi, tôi làm ví dụ thôi. Đó, đây là cái bức ảnh tôi chụp ở bên Mỹ, ở Silicon Valley, trước trụ sở biển, trụ sở chính của Facebook, tại số 1 đường Hacker Way này. Cái chuyến đi Mỹ thì cũng sang đây tham quan Facebook, tham quan Google, tham quan các cái tập đoàn lớn, cũng đi tham khảo thôi. Thì bây giờ có cái bức ảnh này đưa lên đây. Đó, ok, được chưa ạ? Và bức ảnh này thì chúng ta cũng chuẩn bị kích thước hình ảnh cho đẹp. Rồi. Đó, xong rồi. Đấy, thì đây, cái bài post của mình nó sẽ trông như thế này. Đấy, Phan Anh đang chạy vân vân, website headline, đúng không? Bây giờ thì chúng ta sẽ có một cái website chúng ta phải đưa vào đây. Nếu mà chúng ta chọn vào đây thì bắt đầu người ta sẽ twist rồi like rồi retweet vân vân. Rồi, đây headline đây thì chúng ta sẽ viết là học ngay đi kẻo lỡ, đúng không? Chuyên gia hàng đầu Việt Nam. Ok, tôi lấy thí dụ như thế. Đấy, nó sẽ ra đây. Website của tôi thì sẽ là đây, trang PA Marketing. Đấy, tôi muốn chạy đến một cái phần về Twitter chẳng hạn. Tôi sẽ không chạy vào trang chủ mà tôi có thể chạy vào một cái link cụ thể, một cái khóa học cụ thể nào đó. Đấy, thí dụ như là một cái khóa học coaching. Ok, chúng ta sẽ đưa vào đây. Thay vì là đưa trang chủ, đúng không? Chúng ta sẽ đưa vào một cái đường link. Đấy. Thế là bắt đầu chúng ta nhìn thấy đây là phần xem trước quảng cáo của Twitter. Thế là họ sẽ bấm comment, họ bấm retweet, họ thích, hoặc họ truy cập vào web. Tôi nghĩ là hoàn toàn có thể thử với bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào các bạn bán buôn, bán lẻ, tìm nhà phân phối, tìm đại lý, bán lẻ trực tiếp ra thị trường Mỹ và các nước khác, hoặc là tìm khách hàng quốc tế là Dubai hay là châu Đông Nam Á hay là một số quốc gia mà có lượng người sử dụng Twitter nhiều. Và thế thôi, đến đây là cơ bản là xong rồi. Thì chúng ta sẽ bấm post và chúng ta có thể chạy quảng cáo. Tuy nhiên thì lúc này nó sẽ bắt đầu nó sẽ đòi tiền, nó sẽ đòi tiền quảng cáo của chúng ta. Bởi vì chúng ta không có tiền quảng cáo mà. Chúng ta sẽ vào đây, chúng ta sẽ add a new credit card, thêm một cái thẻ thanh toán, phương thức thanh toán vào. Thế thì ở đây chúng ta có thể sử dụng credit card hoặc là debit card. Credit tức là thẻ tín dụng, còn debit là thẻ ghi nợ. Card number là 16 số mặt trước của thẻ. Vâng, card number đây thì chúng ta sẽ thấy Visa card đi. Tôi lấy một cái ví dụ để cho nó dễ. Đó. Thì đây là cái mặt trước của thẻ này. Nó có 16 số. Được chưa ạ? Card holder name là tên mình. Ví dụ như là Nguyễn Phan Anh viết liền không dấu. Đấy, Nguyễn Phan Anh viết liền không dấu. Đây là card number này. Đấy, ngày hết hạn và mã bảo mật. Ngày hết hạn và mã bảo mật thì nó ở cái mặt sau. Đấy, nó ở cái mặt sau của thẻ. Thì bao giờ nó cũng có đây này. Ví dụ như là nó là dạng 0000, 2 ngày của tháng và 2 ngày của năm. Đó, ở đâu cũng thế. Và mặt sau nó có 3 số thì đấy là mã CVV, là mã bảo mật. Billing Express tức là Billing Address tức là địa chỉ của mình. Ví dụ như là tên tôi là first name là Phan Anh Nguyễn, địa chỉ là Hà Nội. Có thể là một cái số địa chỉ cụ thể như ở đâu đó, quận huyện nào thì thôi trong video này tôi không nêu nhé. Rồi country tức là Việt Nam. Đấy, chúng ta chọn Việt Nam. Thậm chí còn không có Việt Nam luôn cơ. Việt Nam nó còn chưa hỗ trợ cơ. Chưa hỗ trợ thẻ đến từ Việt Nam. Thì chúng ta lúc này thì chúng ta có thể tìm thẻ của những quốc gia khác, tạo tài khoản của những quốc gia khác nhé. Ví dụ như chúng ta có thể nhờ bạn bè ở những cái quốc gia khác người ta làm thẻ cho mình, hoặc là chúng ta mua cái thẻ visa ảo của quốc gia khác. Đấy, có rất nhiều quốc gia nhưng mà chưa có Việt Nam. Email của chúng ta và chúng ta chọn postal code này, chúng ta phải đưa vào để chúng ta tạo, và chúng ta sẽ bấm save vào đây là chúng ta sẽ hình thành nên cái gọi là công cụ thanh toán cho Twitter. Đó. Ok. Thì vừa rồi tôi vừa hướng dẫn một cách cơ bản và sơ bộ cho các anh chị chưa có phần tối ưu, chưa có phần phân tích về gọi là quy trình, cách thức chạy quảng cáo trên Twitter. Và một điều đặc biệt đấy là chúng ta không hề dễ dàng gì tạo được tài khoản quảng cáo trên Twitter, bởi vì là hiện nay Twitter chưa hỗ trợ các cái tài khoản quảng cáo có cái địa chỉ và phương thức thanh toán đến từ Việt Nam. Và trong trường hợp này thì các bạn có thể nhờ bạn bè của mình, ví dụ như là những người bạn đi du học hay đi lao động ở bên Nhật này, hay là bên Úc này, hay là bên Hàn Quốc này, hay là ở một số nước Đông Nam Á hay một số nước châu Âu, bạn bè người thân. Tất nhiên là phải tin tưởng, bởi vì nó liên quan đến tiền bạc, nó khó ở cái chỗ đấy nhá. Thế còn thị trường Việt Nam thì chưa có, hoặc là chúng ta có thể sử dụng một số cái phương thức thanh toán ở trên mạng để Twitter nó trừ tiền cho chúng ta. Ok. Vâng, và nếu mà các bạn có bất kỳ câu hỏi nào thì xin vui lòng liên hệ với giảng viên Nguyễn Phan Anh là tôi để được trợ giúp về quảng cáo ở trên Twitter. Đây là địa chỉ của tôi, thông tin của tôi ạ. Vâng, một lần nữa thì xin cảm ơn các anh chị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn. Đọc luôn cái số nhé, 0989 623 888, gọi hoặc là nhắn iMessage hoặc là Zalo, để tôi dùng iPhone ạ. Ok. Facebook là Phan Anh Online. Vâng, xin chào.